Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn. Toàn cầu cao võ, tập 17. Chương 113, Phương Viên bán anh, 2. Lần kiểm tra thử này, Ngô Chí Hào thi được 648 điểm, đứng nhì lớp. Đứng nhất lớp cũng là học sinh thi khoa võ, Lưu Nhược Kỳ. Lưu Nhược Kỳ thi được 660 điểm. Những thí sinh thi khoa võ này có nhiệm vụ nặng nề hơn học sinh khoa văn bọn họ nhiều, thế mà lại có thành tích tốt như vậy, điều này khiến Trần Phàm tràn ngập cảm giác bị thất bại. Tâm tư của Trần Phàm, Phương Bình có thể hiểu được một chút, lúc biết thành tích của mình, cậu cố ý ước ao vài câu, than phiền nói ngày ngày thức khuya dậy sớm, vậy mà điểm không cao bằng Trần Phàm. Phương Bình lúc này không dám nói mình tối về còn không thèm ôn tập nội dung văn hóa, nếu để Trần Phàm biết, Phương Bình sợ đã kích bạn mình đến mức cậu ta muốn lên sân thượng nhảy lầu. Tan học. Ngô Chí Hào tươi cười khoác vai Phương Bình, ngoài mặt vui mừng nói, ngày mai chính thức được nghỉ rồi, ra ngoài chơi 2 ngày, thư giãn chút không? Khí huyết của cậu ta được 120 calo, kết quả thi thử cao hơn 50 điểm so với điểm chuẩn. Thành tích như vậy, thi đậu võ đại cũng ổn rồi. Chỉ cần trong lúc kiểm tra không xảy ra sự cố gì, đậu võ đại là chuyện bình thường, Ngô Chí Hào lúc này đương nhiên ung dung hơn nhiều. Nghe nói cậu ta muốn đi ra ngoài chơi, Phương Bình còn chưa trả lời, Dương Kiến đã u oán nói, cậu có nghĩ tới cảm nhận của tớ không hả? Mấy ngày nghỉ này, tớ chẳng thể đi đâu làm gì được, chỉ có thể ở nhà học bài. Phương Bình cũng từ chối, nói, ngày mai là quốc tế thiếu nhi, tớ ở nhà cho nhi đồng nhà tớ ăn Tết, không có thời gian ra ngoài đâu. Sạc. Ngô Chí Hào xém chút bị sặc chết, sau đó lại cười ha ha nói, nhi đồng nhà cậu chắc là em gái cậu chứ gì. Phương Bình à, em gái cậu rất thú vị đấy. Phương Bình liếc cậu ta một cái, tức giận nói, cậu lại không quen nó, thú vị hay không cậu làm sao biết. Tớ đúng là không quen con bé, nhưng mà có người khác quen nha. Thằng nhóc nhà bên đang học lớp 8 ở trường trung học thực nghiệm, tớ đã được nghe danh tiếng của em gái cậu rồi. Nghe nói em gái cậu bán ảnh có chữ ký của cậu ở trường trung học cơ sở thực nghiệm, thằng nhóc sát bên nhà tớ cũng có mua một tấm, xem xong xém chút tớ chết vì cười. Cút! Đã không còn bán nữa có được không? Phương Bình mắng một câu, việc này cậu đã biết từ sớm. Nha đầu thối Phương Viên, dám lấy mấy tấm ảnh thẻ còn dư lại lúc cậu chụp nộp hồ sơ thi đại học, giả chữ ký trong sách vở của Phương Bình, sau đó mang lên trường bán. Ban đầu Phương Bình thật sự không biết, kết quả là con bé này ôm tâm tư muốn chia của, mua một đống đồ ăn vặt hối lộ cho Phương Bình. Phương Bình ban đầu cũng không nghĩ nhiều, kết quả lại phát hiện trong phòng con bé còn có nhiều đồ ăn vặt hơn, lúc này mới cảm giác có gì đó không đúng. Tra hỏi một trận, mới biết Phương Viên đã làm chuyện tốt gì. Phương Bình xém chút nữa tức chết, trước đó cậu còn tưởng Phương Viên đang đùa thôi, không nghĩ là thật. Phương Bình kém chút không tức chết, trước hắn còn tưởng rằng Phương Viên đùa giỡn, không tưởng thật. Kết quả, cậu về nhà cũ kiểm tra cuốn sách vở cũ của mình, trên tờ đầu tiên, chỗ viết tên đã bị lủng theo nét viết. Hỏi thêm một chút mới biết con bé này đã bán 8 tấm ảnh thẻ ký tên, 100 đồng tiền một tấm. Phương Bình tức giận gần chết, ảnh thẻ xấu lắm a. Thế mà nó muốn bán là bán, cũng không thể đổi tấm hình khác sao. Một đời anh danh của anh nó, rốt cuộc bị hủy trong tay con bé rồi. Việc này Phương Bình chẳng có mặt mũi nào nói cho người khác biết, ai ngờ hiện tại Ngô Chí Hào cũng biết cả rồi. Ngô Chí Hào cười lớn, bọn Dương Kiến cũng mới nghe lần đầu, vội vàng hỏi dò, chờ đến khi biết rõ ngọn nguồn, ai nấy đều cười nghiêng ngã. Sắc mặt Phương Bình đen thui thùi lùi, cũng không thèm để ý bọn họ. Trong lòng âm thầm ghi hận, khi trở về nhất định phải dạy dỗ con bé một trận, chuyện này đã truyền tới nhất trung rồi, con bé bán anh này. Quan Hồ Viễn. Lúc Phương Bình đến Quan Hồ Viễn, vừa vặn nhìn thấy Phương Viên đang đứng ở cổng tiểu khu. Nhớ tới vừa rồi mới bị mấy người Ngô Chí Hào cười cho một trận, cậu lập tức khí thế hùng hổ hô to, Phương Viên. Phương Viên vội vã quay đầu, sau đó lập tức căng thẳng, vội vàng nhỏ giọng nói với cô bạn học đứng bên cạnh, anh tớ về rồi, cậu về trước đi nha. Anh cậu thật mạnh mẽ quá. Hành động thẹn quá hóa giận của Phương Bình lại bị nữ sinh trung học nhìn thành uy nghiêm của võ giả, ngoài căng thẳng còn có chút sùng bái. Cô bé hơi lưu luyến nhìn Phương Bình một chút, lại nhớ đến Phương Viên nói anh cậu ấy rất hung dữ. Cô bé nữ sinh nhìn trộm Phương Bình thêm một lần, sau đó vội vàng chạy trốn. Trước khi đi, cũng không quên việc chính, nhỏ giọng nói, Phương Viên, đừng quên. Biết rồi, biết rồi. Phương Viên vội vàng ngắt lời, phất tay với nữ sinh một cái. Chờ bạn học chạy đi xa rồi, Phương Viên lúc này mới cười rạng rỡ, phất tay với Phương Bình nói, anh, tan học rồi hả? Phương Bình cất bước đi tới, liếc mắt nhìn nữ sinh vừa mới rời đi, mặt đen như than nói, em đã làm chuyện xấu xa gì rồi hả? Nói xong lại nói, còn đang bán ảnh ký tên. Không có. Phương Viên vội vàng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận nói, anh không cho bán nữa, em nào dám bán. Thật. Phương Bình thật sự không quá tin tưởng, mới vừa rồi, con bé này và cô bạn học của nó rõ ràng đang che giấu bí mật gì đó. Hiện tại Phương Bình đã có khí huyết lên đến 170 calo, lực lượng tinh thần cũng gần đạt 200 hz, tai thính mắt tinh, hai cô bé dù có nhỏ giọng nói chuyện, cậu cũng có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Thật mà. Phương Viên vội vã giơ tay lên, đầu tiên là giơ lên 3 ngón tay, suy nghĩ một chút lại giơ thêm ngón út, kiên định nói, em xin thề. Tin em mới lạ đó, không làm chuyện xấu sao thấy anh liền gọi anh lại nghĩ oan cho em. Phương Viên ra vẻ oan ức, anh đúng là quá khó hầu hạ, không gọi anh là anh thì anh nói em không biết lớn nhỏ. Gọi là anh lại bảo em làm chuyện xấu gì. Vô cùng oan ức biện giải một câu, sau đó con bé lại trở lại bình thường nói sang chuyện khác, anh, lớp 12 đã được nghỉ chưa? Nghỉ rồi. Quá tốt rồi. Anh, ngày mai mình cùng đi ra ngoài chơi có được hay không? Ngày mai ăn Tết. Tính sau đi. Phương Bình vẫn cảm thấy ý kiến của nha đầu này không có gì hay cả, nghi ngờ quét mắt nhìn cô bé vài lần, cũng không hỏi thêm nữa. Vừa đi về phía tiểu khu, Phương Bình vừa nói, bọn em cũng sắp nghỉ hè rồi chứ? Dạ, cuối tháng 6 là nghỉ rồi. Khoảng thời gian này ở nhà đọc sách, đừng có cả ngày ra ngoài quậy phá. Chờ anh thi xong, sẽ bắt đầu dạy em thung công. Thung công? Phương Viên lập tức tràn đầy phấn khởi, nói, em có thể học sao? Phương Bình gật gật đầu nói, có thể, thung công xem như là tĩnh công, cũng không ảnh hưởng lớn đối với thân thể, chỉ cần khí huyết theo được, thì không có vấn đề gì. Việc này cậu cũng đã hỏi qua Vương Kim Dương và Đàm Chấn Bình, hai người bọn họ đều nói không thành vấn đề. Luyện võ lúc tuổi còn nhỏ không hẳn là chuyện tốt, dễ bị thương. Thân thể còn chưa trưởng thành đã bắt đầu tập võ, thân thể mệt mỏi quá độ, khí huyết không đủ để đáp ứng, cuối cùng sinh ra biến dạng, trở thành người lùn, không phát triển nổi. Nhưng mà chỉ cần khí huyết theo được, không luyện chiến pháp, rèn luyện pháp, chỉ luyện thung công thì không thành vấn đề. Trong tay Phương Bình cũng không thiếu huyết khí hoàng, khí huyết đan, bản thân cậu cũng không dùng tới. Nếu đem đi bán, trong thời gian ngắn cũng khó tìm người mua. Nhưng lúc bây giờ mình còn đang ở nhà, trước hết chuẩn bị cơ sở cho Phương Viên, ít nhất cho con bé học thung công trước. Nghe Phương Bình nói mình có thể luyện võ, Phương Viên vô cùng vui mừng. Cái thời đại này, võ giả đứng đầu, mặc kệ nam nữ già trẻ, không ai không muốn mình trở thành võ giả. Phương Viên đương nhiên cũng nghĩ, tuổi nó còn nhỏ, hơn nữa nhà cũng không giàu có gì, nếu Phương Bình không đi theo con đường võ đạo, cô bé đương nhiên cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ phát triển trên con đường võ đạo. Bây giờ Phương Bình nói sẽ dạy nó học thung công, con bé cười tươi đến mức mặt mũi ngày càng tròn trịa, hận không thể nghỉ hè ngay lập tức. Chương 114, người sống theo đàn. Thấy cô bé vui mừng, Phương Bình đột nhiên nói, trước khi dạy em, anh hỏi một chuyện này, lúc nãy em với bạn em đã bàn tính chuyện xấu gì rồi? Anh. Không nói thì thôi, không nói anh không dạy. Phương Bình. Phương Viên hơi tức giận, cũng hơi xoắn xuýt, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, không có bàn tính chuyện gì xấu hết, không phải anh có không ít quần áo cũ sao? Em. Nói đến đây không cần nói nữa rồi. Phương Bình cảm thấy hơi nhức răng, đau đầu nói, em được lắm nha. Bán hình thẻ có chữ ký thì thôi đi, bây giờ bắt đầu bán tới quần áo luôn rồi. Qua vài ngày nữa, có phải em định bán anh đi luôn không? Con bé xấu xa này, em cần nhiều tiền như vậy làm gì hả? Không có tiền tìm anh là được rồi, tự ý làm những chuyện tào lao đâu không, có tin anh đánh em không hả? Không bán quần áo, cái em bán là tình cảm. Câm miệng. Phương Bình quát lớn một tiếng, khổ não nói, lần sau không cho bán cái gì cả. Phương Viên chu mỏ phồng miệng, hơi không vui nói, có cách kiếm tiền mắc mớ gì không cho kiếm tiền chứ, anh xem, bán mấy tấm ảnh ký tên anh thôi đã kiếm bằng một tháng lương của mẹ rồi. Cũng chỉ là quần áo cũ thôi mà, anh ký tên bán. Chuyện trong nhà cần em quan tâm à? Phương Bình tức giận nói, mẹ nhất định một hai phải đi làm, muốn khuyên cũng khuyên không được, đây là vấn đề liên quan đến tiền sao? Không có chuyện gì thì bớt quan tâm vấn đề này đi, chờ vài ngày nữa, chờ anh thi xong, anh sẽ sắp xếp. Em bớt gây chuyện hộ anh. Phương Danh Vinh bây giờ vẫn chưa đến phòng giáo dục làm việc, nhưng ông đã nói chuyện với ông chủ xưởng gốm rồi, hết tháng này không đi làm ở đó nữa, mà qua phòng giáo dục làm bảo vệ. Ông chủ xưởng gốm cũng vô cùng khách khí, chưa hết tháng đã thanh toán tiền lương rồi. Thanh toán tiền lương không nói, còn nhất định nói phải bồi thường phí dinh dưỡng. Phương Danh Vinh không lấy cũng không được, không lấy thì ông chủ cứ đến tìm kẻ khổ, cuối cùng không thể không nhận. Chuyện kết quả kiểm tra khí huyết của con trai lão Phương đứng đầu tại Thụy Dương, chắc chắn đậu võ đại đã sớm được truyền ra ngoài, ông chủ xưởng gốm cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội một học sinh võ đại. Về phần Lý Ngọc Anh, Phương Bình cũng đã nói mấy lần rồi, nhưng Lý Ngọc Anh nói đi làm không mệt, hơn nữa đang làm tốt, bỗng nhiên đi rồi, ông chủ không có người làm lỡ chuyện của người khác, ít nhất nên chờ ông chủ tìm được người thay thế rồi mới nghỉ. Mẹ đã kiên trì như vậy, Phương Bình cũng không nói gì nữa, chỉ có thể chờ qua một khoảng thời gian rồi nói. Hai anh em vừa đi vừa nói, về đến nhà, Lý Ngọc Anh đã nấu xong bữa tối. Hai hôm trước, ba mẹ Phương Bình cũng đã dọn qua nhà mới, vốn định chuẩn bị mời bạn bè thân thiết qua ăn bữa cơm. Nhưng nghĩ lại, đợi mấy ngày nữa Phương Bình còn phải thi đại học, thi xong còn phải mời họ uống rượu mừng, ăn uống 2 lần liền thật không thích hợp. Cho nên Phương Danh Vinh định hoãn tiệc tân gia lại, đợi có kết quả đậu đại học rồi làm một bữa cơm chúc mừng luôn một thể. Vừa bước vào cửa, Phương Bình đã nói chuyện ngay với mẹ, mẹ, mấy ngày tới mẹ để ý Phương Viên giùm con, đừng để nó làm loạn nữa. Con bé này lần trước bán hình thẻ của con không nói, mới vừa rồi còn định bán luôn đồ của con. Nó bán áo khoác còn đỡ, lỡ mà đòi bán đồ nội y với quần lót thì mất mặt con lắm. Nói chung là mẹ ở nhà thì giúp con để ý nó một chút. Lý Ngọc Anh nghe nói như thế, sửng sốt một chút, sau đó vừa bực mình vừa buồn cười nói, Viên Viên, không được làm loạn. Phương Viên thở phì phò trừng mắt nhìn Phương Bình một cái, hữu khí vô lực nói, con biết rồi, Phương Bình đã nói nhiều lần lắm rồi. Anh con sắp lên võ đại rồi, con bớt làm loại lại đi. Lý Ngọc Anh cũng căn dặn một trận, trong mắt Lý Ngọc Anh, học sinh võ đại đều là vị trí cao cao tại thượng, không thể với tới. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ con trai mình cũng sắp lên võ đại rồi, đương nhiên không thể để con gái làm bừa, khiến cho con trai bị mất mặt. Phương Bình ngoài miệng thì nói mất mặt, nhưng thực tế cũng không để tâm chuyện con bé làm loạn thế nào. Nhưng mà Phương Viên còn nhỏ, ở cái tuổi của cô bé, Phương Bình không hy vọng em mình dính dáng nhiều đến chuyện tiền bạc. Bây giờ tâm lý của Phương Viên còn chưa thành thục, ở giai đoạn này, chơi vui học tập mới là chủ yếu, Phương Bình không hy vọng cô bé đặt tâm tư ở những chuyện khác. Nói chuyện với mẹ xong, Phương Bình cũng mặc kệ ánh mắt u oán của Phương Viên, trực tiếp đi lên lầu. Phòng tập thể hình. Lần thứ 2 Phương Bình gọi điện thoại cho Vương Kim Dương. Điện thoại reo một hồi, vừa có người bắt máy, Phương Bình liền đi thẳng vào vấn đề nói, anh Vương, gần đây em cảm thấy tiến độ tu luyện thung công bị chậm lại. Em đã đột phá cảnh giới đứng vững một thời gian không ngắn rồi. Nhưng mà vẫn chưa có chút tâm hơi nào của cảnh giới đứng yên cả. Vương Kim Dương. Lão Vương có cảm giác cạn lời, ngươi đã đột phá cảnh giới đứng vững một thời gian không ngắn rồi. Mẹ nói chứ, ngươi chỉ mới bắt đầu tu luyện công pháp tổng cộng chưa tới 2 tháng thôi. Không tới 2 tháng, vừa tu thung công, vừa tu chiến pháp, lại còn đột phá khí huyết cực hạn của người bình thường. Như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói đã được một thời gian không ngắn rồi. Vương Kim Dương xoa xoa huyệt thái dương, dò hỏi, em tu luyện chiến pháp thế nào rồi? Hiện tại em chỉ đang tu luyện cơ sở thối pháp, cảm giác vẫn ổn, tụ lực, bạo lực em đều đã có thể vận dụng thông thạo rồi. Chủ yếu là khả năng bám dính vẫn chưa vận dụng được, đá ra một cước, thẳng thắn, không có cách nào để bao các chuyển động theo tiết tấu của em cả. Bám dính, đối thủ không rời được xem như một bước đánh dấu thông thạo cơ sở thối pháp. Để đối thủ trong không gian một tấc vuông di chuyển theo tiết tấu của mình, điều này rất khó làm. Vương Kim Dương lần thứ hai xoa xoa huyệt thái dương, một lát mới nói, khả năng bám dính, không cần vội. Có thể tụ lực, có thể bạo phát, nghĩa là em đã có một chút sức chiến đấu rồi. Khả năng bám dính đều dựa vào thực lực và khả năng tiếp cận đối thủ, mạnh hơn em dính không được, yếu hơn em không cần dính. Những vấn đề này, khi tu luyện một mình cũng rất khó giải quyết. Thực ra xét đến cùng vẫn có quan hệ với thung công, một khi em đạt đến cảnh giới đứng yên, khả năng kiểm soát cơ thể mạnh hơn, thì khả năng khống chế kẻ địch cũng mạnh hơn. Lúc đó, em dùng khả năng bám, dính thì sẽ thấy dễ hơn bây giờ nhiều. Còn về chuyện em muốn đột phá. Vương Kim Dương ngừng một chút nói, nếu em ở võ đại, sẽ có thể dùng thiết bị phụ trợ, càng dễ dàng đột phá hơn một chút. Nhưng mà hiện tại em không có những thiết bị này. Như vậy đi, em mua cái ván trượt, tập đứng tấn trên ván trượt, lúc nào có thể đứng tấn trên ván như đứng trên mặt đất thì lúc đó em gần đột phá cảnh giới đứng yên rồi. Đứng tấn chủ yếu là khống chế trọng tâm cơ thể, khống chế xương cốt và bắp thịt toàn thân. Để thân thể chuyển động theo ý nghĩ của em, chứ không phải để thân thể tự do hoạt động, hãy để não bộ của em thực hiện phản xạ. Vương Kim Dương kiến nghị, cũng nói đơn giản về cảnh giới đứng yên một chút. Nói xong câu cuối, Vương Kim Dương thực sự không nhịn được, dò hỏi, bọn em cũng sắp thi văn hóa rồi, thi xong văn hóa sẽ đến điền trường nguyện vọng. Với khả năng của em, nếu như điểm thi văn hóa cũng khá, có thể ghi danh vào 2 trường đại học danh tiếng cũng không thành vấn đề. Hiện tại em nghĩ sao? Phương Bình phát triển quá nhanh. Không tới 2 tháng, khí huyết, xương cốt, cường độ thân thể đều vượt qua mức cực hạn của người bình thường. Bây giờ ngay cả thung công cũng đang trên đường đột phá cảnh giới thứ 2 rồi. Về phần chiến pháp, cho dù Vương Kim Dương không biết thối pháp của Phương Bình thế nào, nhưng có thể tụ lực và bạo phát tùy ý, chứng tỏ Phương Bình đã có lực chiến đấu của một võ giả chân chính rồi. Hồi tháng 4, lúc về Dương Thành, Vương Kim Dương không nghĩ Phương Bình sẽ có biến hóa nhanh như thế. Chương 115, Võ Đại. Tông sư. Lúc đó cậu mạnh mẽ kiến nghị Phương Bình ghi danh vào Nam Giang Võ Đại, thực ra cũng mang tâm tư muốn chiếu cố Phương Bình, dù sao thì Vương Kim Dương cũng có một chút địa vị ở Nam Giang Võ Đại. Nhưng đến lúc này, Vương Kim Dương cảm thấy Nam Giang Võ Đại cũng chưa chắc đã là lựa chọn tốt cho Phương Bình. Thực ra gần đây Phương Bình cũng đã nghĩ đến việc này, lúc Vương Kim Dương hỏi, Phương Bình lập tức nói, anh Vương, vấn đề này tạm thời em cũng không hiểu lắm, dù sao thì em cũng không hiểu rõ tình huống của các trường võ đại. Đợi em thi xong văn hóa, chờ có kết quả rồi, đến lúc đó lại phiền anh giới thiệu cho em một chút. Cái này không thành vấn đề, nghỉ hè có thể anh sẽ về Dương Thành. Đến lúc em có kết quả thi rồi mà anh còn ở đó, anh sẽ nói chuyện cụ thể với em một chút, lúc đó em đưa ra quyết định sau, cũng không cần vội vàng điền nguyện vọng. Nếu như anh không về đó, em có thể gọi điện thoại cho anh. Dạ vâng, lại làm phiền anh Vương rồi. Đừng khách khí. Vương Kim Dương khách khí một câu, cuối cùng lại không nhịn được sự hiếu kỳ đang dâng lên trong lòng, vội ho một tiếng nói, chuyện này, Phương Bình à, nếu như em không ngại, có thể chia sẻ một chút xem khí huyết của em hiện tại là bao nhiêu không? Càng hiểu thêm về thằng nhóc này, Vương Kim Dương càng cảm thấy cậu ta rất thâm sâu. Khí huyết của Phương Bình hiện tại đến cùng là bao nhiêu, Vương Kim Dương cũng thật sự cảm thấy rất hứng thú. Phương Bình hơi do dự một chút, nhưng cân nhắc đến chuyện Vương Kim Dương một khi trở về Dương Thành, lúc gặp mặt cũng có thể nhìn ra mức độ, Phương Bình suy nghĩ một chút nhân tiện nói, cũng sắp phải tôi cốt lần 2 rồi anh ạ. Lão Vương ha ha một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp cúp điện thoại. Đậu xanh rau má hột vịt lộn. Đầu tháng 4, khoảng 110 calo. Không bao lâu sau, uống thuốc bổ gì đó, lên tầm 120 calo. Đầu tháng 5 đo lường khí huyết, 149 calo. bây giờ còn chưa qua tháng 6, ngày mai mới là tháng 6. Thế mà bây giờ nó nói với mình, thung công của nó gần đột phá cảnh giới đứng yên, khí huyết gần 180 calo rồi, cơ sở thối pháp cũng sắp luyện xong, hơn nữa còn đang chuẩn bị thi văn hóa. Ôi mẹ nó, ôi đệt, nó còn là người sao? Một ngày 24 giờ, luyện võ học tập không bị gián đoạn cái nào sao? Tuy suy đoán của Vương Kim Dương không chính xác lắm, nhưng cũng rất gần sự thật rồi. Phương Bình ngược lại không hề gián đoạn luyện tập, một khi khí huyết và tinh thần giảm sút, cậu sẽ dùng điểm tài phú bù lại. Những người khác đều sẽ phải nghỉ dưỡng vài ngày. Thành quả một tiếng tu luyện của Phương Bình có thể sánh được với mấy ngày tu luyện của người khác. Có ngày, cậu tu luyện đến 5-6 tiếng đồng hồ, thành quả đạt được ngang ngửa với người khác tập luyện nửa tháng, thậm chí một tháng, mỗi ngày đều có những tiến bộ rõ ràng. Từ lúc bắt đầu tu luyện tới bây giờ cũng tầm 50 ngày rồi. Thành quả của 50 ngày này tương đương với người khác chính thức tu luyện 1-2 năm. Thực ra tiến độ của Phương Bình cũng không tính là quá nhanh. Lúc trước Vương Kim Dương tu luyện ở Võ Đại không đến nửa năm, thành tích có hơn Phương Bình một chút. Lão Vương cảm thấy Phương Bình không phải người, Phương Bình thì cảm thấy Lão Vương thật là khủng bố, chưa hết một năm đã đột phá cấp 3, Phương Bình cảm giác mình cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Hai người đều cảm giác được đối phương không bình thường, bản thân còn phải tiếp tục cố gắng, nhưng bọn họ chưa bao giờ cân nhắc về tốc độ tu luyện của bọn họ, nếu để những người khác biết, ai cũng sẽ không nhịn được mà mắng đậu xanh rau má. Ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Đương nhiên, cũng là ngày Tết em gái trong miệng Phương Viên. Sáng sớm, Phương Viên đã quấn lấy Phương Bình đòi quà Tết, khiến Phương Bình dở khóc dở cười. Cái nhỏ này của Phương Viên đương nhiên Phương Bình hiểu quá rõ. Ăn Tết mà, đương nhiên không thể thiếu quà Tết được. Quà Tết Phương Bình đã chuẩn bị rồi. Cho nên khi Phương Viên mở miệng đòi quà, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán Phương Bình, cậu đưa con bé một viên kẹo. Phương Viên nhìn viên kẹo trong tay Phương Bình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cuối cùng cắn răng, thở phì phò nói, đây chính là quà anh chuẩn bị sao? Đúng đấy. Đây không phải là sô-cô-la nhân đậu mấy ngày trước em mới cho anh sao? Phương Viên càng nói càng tức giận. Lúc con bé đưa cho anh mình, nó đưa một bọc kẹo lớn, thế mà lúc Phương Bình đưa lại, chỉ đưa có một viên. Dù cho tặng lại nó nguyên một bọc thì ít nhất nó cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng làm gì có ai tặng đồ ăn vặt mà đưa một viên kẹo hay không? Phương Bình cười híp mắt nói, đây không phải là sô-cô-la nhân đậu bình thường đâu, mùi vị cực kỳ ngon đó. Anh của em thiếu tiền sao? Không thiếu tiền. Nhưng vì sao lại chỉ tặng cho em một viên? Bởi vì anh là quỷ hẹp hòi. Phương Viên tức giận tiếp một câu. Cô bé căn bản chưa từng thấy huyết khí hoàng, tự nhiên cũng không biết sô-cô-la nhân đậu trong mắt nàng chính là huyết khí hoàng. Một viên huyết khí hoàng, giá thị trường là 30.000. Đối với Phương Viên bây giờ cũng chỉ có thể cho cô bé sử dụng huyết khí hoàng, dược hiệu của khí huyết đang phổ thông quá lớn. Trên thực tế, cho dù có gia đình muốn tạo cơ sở cho con cái, vẫn cho dùng bổ khí hoàng hoặc là bổ huyết hoàng. Huyết khí hoàng, nếu không phải là gia đình có điều kiện thì cũng không thể dùng vào lúc này, gần như chỉ dùng vào trước ngày tốt nghiệp trung học. Trên tay Phương Bình lúc này có tổng cộng 18 viên huyết khí hoàng. Huyết khí hoàng có hiệu quả với người có khí huyết dưới 150 calo. Nhưng đối với Phương Bình và những võ giả chính thức, tác dụng của huyết khí hoàng cũng chỉ là bổ sung khí huyết bình thường thôi. Bởi vì dùng huyết khí hoàng không thể nào giúp bọn họ tăng giới hạn khí huyết nữa. Nhưng mà dùng cái này tạo cơ sở cho Phương Viên, nuôi dưỡng khí huyết, hiệu quả ngược lại cũng không tệ. Nghe lời than phiền của Phương Viên, Phương Bình cũng không giải thích. Tiểu nha đầu keo kiệt vô cùng, nếu là biết đây là huyết khí hoàng, e là sẽ lập tức khuyến khích Phương Bình đem đi bán, bắt nàng ăn một viên thuốc tốn mấy chục ngàn, biết rồi sẽ đau lòng muốn chết. Than phiền thì than phiền, bất mãn thì bất mãn, tiểu nha đầu vẫn ngẩng đầu dò hỏi, có ăn ngon thật không đó? Thật. Quỷ hẹp hòi. Lại mắng một tiếng, Phương Viên lảm nhảm cầm lấy viên sô-cô-la đậu ném vào trong miệng. Nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống bụng, Phương Viên lại càng không hài lòng, thở phì phò nói, không ngon lành gì. Phương Bình cũng không thèm để ý, cười ha hả nhìn con bé. Nhìn một hồi, thấy nàng không phản ứng gì, cũng không kỳ quái. dược hiệu của thuốc không phải sẽ xuất hiện trong chớp mắt. Phải trải qua quá trình hấp thu và tiêu hóa, hơn nữa, dược hiệu của huyết khí hoàng cũng không phải quá mạnh, cho dù Phương Viên có cảm thấy một chút kỳ lạ, chắc nó cũng sẽ không để ý, nhưng mà tuổi Phương Viên còn nhỏ, khí huyết cũng không cao, lúc này dùng huyết khí hoàng vẫn sẽ có tác dụng phụ. Tác dụng phụ sẽ nhanh chóng bộc phát ngay thôi. Buổi trưa, Phương Bình quyết định khao em gái một bữa, mời cô bé đi ăn KFC. Gọi đầy một bàn đồ ăn, kết quả Phương Viên lại chỉ tha thiết nhìn đồ ăn, khóc không ra nước mắt nói, Phương Bình, em thật sự rất muốn ăn, nhưng mà vì sao em chẳng có chút cảm giác thèm ăn gì hết? Có phải sáng nay bị anh chọc tức đến no cả bụng rồi không? Cô bé thật sự rất muốn ăn, nhưng mà cảm giác trướng bụng, không có khẩu vị thèm ăn. Thật vất vả mới bắt Phương Bình mời mình một bữa, kết quả cô bé lại ngồi nhìn Phương Bình ăn. Phương Viên thật tức muốn khóc. Phương Bình cười trộn trong lòng, ai bảo nha đầu em ngày ngày bán đồ của anh, ngày ngày đều có ý đồ rút tiền của anh. Khí huyết của Phương Viên không đủ cao, sau khi dùng huyết khí hoàng, khi thuốc bắt đầu có tác dụng, lại không tập luyện để tiêu hao bớt, làm sao có thể đói bụng được. Khi lực lượng khí huyết đầy đủ cũng giống như một người vừa mới ăn no vậy, cho dù đồ ăn trước mắt có ngon cỡ nào cũng ăn không vô. Phương Viên cũng không biết tâm tư Phương Bình như vậy, nếu không chắc con bé sẽ cào chết cậu. Rõ ràng là cố ý. Chương 116, Võ Đại. Tông sư 2. Dùng huyết khí hoàng sẽ có tác dụng phụ gì, Phương Bình đương nhiên biết rõ. Thực ra cũng không tính là tác dụng phụ của thuốc, nếu để Phương Bình dùng thuốc, cơ thể cậu sẽ nhanh chóng tiêu hóa hết, nhưng e là Phương Viên phải đợi thêm mấy ngày nữa rồi. Mấy ngày tới, khẩu vị của con bé đều sẽ không quá tốt. Cười trên nỗi đau của em gái là một chuyện rất thú vị, nhưng cũng không thể luôn bắt nạt em gái được. Buổi chiều, Phương Bình coi như có lương tâm, sau khi ăn uống no đủ, cậu dẫn em gái đi đến công viên giải trí. Công viên giải trí ở Dương Thành tuy không có những trò chơi quy mô lớn, nhưng những trò nhỏ nhỏ thì vẫn có. Chơi hết một buổi trưa chiều, oán niệm trong lòng Phương Viên đã bớt đi không ít. Nhưng đến tối về nhà, phát hiện mẹ vừa làm một bàn đồ ăn ngon mà mình vẫn không có cảm giác đói bụng, trái tim Phương Viên thật muốn tan vỡ rồi. Cô bé hung hăng cáo trạng với Lý Ngọc Anh, mẹ, Phương Bình điểm huyệt không đói bụng của con rồi. Phương Bình nghe xong, kém chút cười xỉu. Còn có cả huyệt không đói bụng, công phu sáng tạo danh từ mới của con bé đúng là không phải dạng vừa đâu. Lý Ngọc Anh đương nhiên là không tin lời này, thấy con gái không ăn cơm, bà còn khá giận nói, đều do con hay ăn vặt nhiều, Bình Bình, sau này không cho nó tiền mua đồ ăn vặt nữa. Còn những đồ ăn vặt trong phòng con bé nữa, tịch thu hết cho mẹ. Chỉ ăn đồ ăn vặt, không chịu ăn cơm, làm sao mà lớn được. Lý Ngọc Anh tức giận, Phương Danh Vinh cũng phụ họa vào, nói muốn tịch thu đồ ăn vặt. Con gái ăn vặt nhiều đến mức không thèm ăn cơm, chẳng lẽ không phải chắc. Hai người thảo phạt con gái, Phương Bình cầm bát cơm vùi đầu ăn. Cậu sợ cậu nhịn không được sẽ bật cười. Phương Viên vốn muốn tố cáo anh, kết quả tiền mất tật mang, ngay cả lương thực dự trữ của mình cũng bị tịch thu nữa. Cô bé cúi đầu, mặt đầy oan ức, cũng tự nghi ngờ bản thân mình. Cô bé cũng không biết tại sao mình không muốn ăn cơm nữa. Tố cáo Phương Bình là làm theo bản năng, cô bé cảm thấy, người hại mình chỉ có thể là Phương Bình. Nhưng mà Phương Bình hình như cũng không có làm gì mình cơ mà. Cũng không nghe người khác nói, võ giả có thể khiến người khác không ăn cơm. Nhưng mà nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt, cô bé thật sự không có chút khẩu vị nào, cũng không đói bụng, cũng không sinh bệnh. Lẽ nào thật sự là do mình ăn nhiều đồ ăn vặt sao? Chính bản thân Phương Viên cũng cảm thấy như vậy, trong lúc nhất thời lại càng bực mình. Mấy ngày sau, chuyện Phương Viên không ăn cơm trở thành trọng điểm quan tâm của hai người. Mỗi lần ăn cơm, Lý Ngọc Anh đều dữ dằn nhìn chằm chằm con gái, buộc cô bé ăn từng miếng một. Bộ dạng oan ức đau khổ của Phương Viên, Phương Bình nhìn một lần, vui một lần. Mấy ngày sau đó, cứ đến giờ ăn cơm, giống như đòi mạng Phương Viên vậy. Mãi đến hơn 3 ngày sau, tác dụng phụ của huyết khí hoàng mới biến mất, Phương Viên lúc đó mới khôi phục khẩu vị bình thường. Lần này, cô bé lại càng làm cho ba mẹ cảm thấy nguyên nhân gây ra chuyện biến ăn là do đồ ăn vặt gây ra. 3 ngày nay không ăn đồ ăn vặt, con gái đã khôi phục khẩu vị, đây không phải nguyên nhân thì là cái gì? Ngay cả Phương Viên cũng tự xác định, có lẽ là như vậy thật. Người nhà cũng không nghĩ nhiều, đổi lại, nếu đây là gia đình có võ giả, sợ là sớm đã phát hiện được nguyên nhân, Phương Viên cũng đã sớm tìm Phương Bình tính sổ rồi. Sau khi giải quyết được vấn đề của con gái, chuyện tiếp theo chính là chuẩn bị đến ngày Phương Bình thi đại học. Phương Bình còn không sốt sắng như vậy, nhưng ba mẹ lại căng thẳng đến mức khó ngủ. Phương Danh Vinh vừa mới nhận việc ở phòng giáo dục, không tiện xin nghỉ, ngược lại, Lý Ngọc Anh lại xin nghỉ một tuần ở nhà chăm sóc Phương Bình. Thời gian chớp mắt thoi đưa, thoát cái đã đến ngày mùng 7 tháng 6. Sáng sớm ngày 7, cả gia đình họ Phương cùng nhau ra khỏi nhà, hộ tống Phương Bình đến địa điểm thi cử. Địa điểm thi của Phương Bình không phải là trường nhất trung ở Dương Thành, nhưng cũng rất khéo, lại là trường trung học cơ sở thực nghiệm, cũng chính là trường của Phương Viên. Trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường đi thi. Nhưng đa số các gia đình khác đều chỉ có một phụ huynh đi theo, hoặc là bố, hoặc là mẹ. Còn như gia đình của Phương Bình, cả bố mẹ, thậm chí em gái cũng đi theo, đúng là không thường thấy. Phương Bình nhìn dáng vẻ lo lắng vội vàng của người nhà, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ấm lòng. Chờ đi được đến trước cổng trường, Phương Danh Vinh còn phải đi làm, nên đi trước rồi. Còn mẹ và Phương Viên không chịu về, Phương Bình nhìn cảnh tượng phụ huynh chen chúc bên ngoài như vậy, bất giác không nhịn được nhớ tới vụ án tập kích xảy ra ở Thụy Dương. Cho dù hiện tại Phương Bình gặp phải tập kích lần 2, cậu cũng chẳng sợ gì. Thối pháp cơ bản đã tu luyện được đến một mức độ nhất định rồi. Phương Bình cảm thấy, mình bây giờ có tranh tài với người đàn bà trước đó, 89 phần 10 cậu sẽ thắng. Đương nhiên, người đàn bà kia đã sớm hóa thành tro, cũng không có cơ hội cho Phương Bình chứng minh thực lực lần 2. Cậu không sợ, nhưng mẹ và Phương Viên thì không được. Khuyên bảo một hồi lâu, Phương Bình bảo Phương Viên đưa mẹ về nhà trước. Thực ra Quan Hồ Viễn cách trường trung học cơ sở thực nghiệm rất gần, cũng không nhất thiết phải đứng ở ngoài chờ thi. Đợi mẹ và Phương Viên đi rồi, Phương Bình lúc này mới đi vào trường. Cửa ải cuối cùng rồi. Đứng ngoài cổng trường, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. 5 vòng thi của khoa võ, lúc mới trọng sinh vài ngày, Phương Bình vẫn luôn nghe mọi người nhắc đến câu này. Bây giờ, những cửa ải trước đó đều đã qua hết rồi. Chỉ cần thành tích thi văn hóa của cậu không quá kém, đậu võ đại không thành vấn đề. Mặc dù khí huyết hiện tại của Phương Bình cực kỳ cao, nhưng đó không có nghĩa là cậu có thể vùng vẫy ở ngoài mà không vào võ đại. Cậu vẫn chưa phải là võ giả cấp 1, mà Vương Kim Dương đã là võ giả cấp 3 rồi vẫn bám lấy trường học không rời, võ đại đương nhiên có cái tốt của võ đại. Tài nguyên, giáo viên mạnh mẽ, công pháp bí tịch, những thứ này đều là những thứ Phương Bình cần. Trên con đường võ đạo, không ai chỉ điểm, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, muốn đi xa, đó là mơ ước hão huyền. Nếu Phương Bình không kết bạn với Vương Kim Dương, dù cho có hệ thống gian lận, cậu cũng không thể phát triển được như thế này. Rèn luyện pháp, thung công, chiến pháp, những thứ đồ này, dù cho cậu có lấy được, chỉ dựa vào một mình cậu, sợ là đã sớm luyện sai đường rồi. Ngoài ra, võ đại còn có rất nhiều bí mật. Những thứ mà những người như Vương Kim Dương biết đến, hình như cũng rất nhiều. Nhưng Đàm Chấn Bình thì khác, bởi vì chuyện đi làm của ba mình, Phương Bình cũng từng trao đổi qua vài lần, tuổi tác của Đàm Chấn Bình tuy không nhỏ nữa, nhưng những thứ biết được lại có hạn. Trong lòng nghĩ những điều này, Phương Bình đi vào trường thi, chờ giáo viên phát đề. Võ đại. Từ này là từ duy nhất trong lòng Phương Bình hiện giờ. Cũng trong lúc đó, Nam Giang Võ Đại. Vương Kim Dương chính thức tiếp nhận chức chủ tịch của võ đạo xã tại Nam Giang Võ Đại. Vốn phải chờ sau khi Thẩm Quyền tốt nghiệp, qua năm mới đến lượt cậu ta nhậm chức. Nhưng mà lúc này, Thẩm Quyền lại bị kẹt trong hang động, ngay cả Trương Thanh Nam đến bây giờ vẫn chưa trở về. Chính Đại Tông Sư đã đóng kín cửa hang động. Trước khi Trương Tổng Đốc đi, cũng đã tìm kiếm một vòng ở khu vực gần lối vào, nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của Trương Thanh Nam và Thẩm Quyền. Trương Tổng Đốc có nhiều công chuyện quan trọng, không thể tiếp tục giúp đỡ tìm kiếm. Những tông sư khác cũng như vậy, mọi người đều rất bận, hơn nữa, lối vào hang động bị phong tỏa, hiện tại cũng hạn chế tiến vào. Trừ phi Vương Kim Dương tự mình trở thành tông sư, bằng không, rất khó bắt người khác giúp đỡ tiếp tục tìm kiếm. Tông sư. Trong giây phút tiếp nhận chức chủ tịch võ đạo xã, Vương Kim Dương đã nghĩ đến hai từ này. Hắn và Thẩm Quyền tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng mà vị chủ tịch võ đạo xã này luôn chiếu cố quan tâm hắn từ khi hắn gia nhập võ đạo xã đến giờ. Chớ nói chi Trương Thanh Nam là giáo viên vỡ lòng của hắn. Dù có bỏ mình tại hang động đó hắn cũng muốn đến tìm kiếm một lần, đi để báo thù cho bọn họ, để bọn họ hồn về cố thổ. Chương 117, trưởng thành rồi. Ngày 7 thi đại học, buổi sáng thi ngữ văn, buổi chiều thi toán học. Ngày 8. Sáng ngày 8 thi sử, buổi chiều thi lý hóa sinh. Đúng, không thi tiếng Anh. Bình thường, Phương Bình vẫn học chương trình tiếng Anh, nhưng tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật đều thuộc chương trình học khác. Có kiến thức cơ bản là được, không cần phải làm kiểm tra. Ngữ văn, toán học, lịch sử mỗi môn là 150 điểm, môn tổng hợp lý hóa sinh là 300 điểm. Từ cách phân chia điểm số có thể thấy chính phủ vẫn coi trọng các môn tự nhiên. Phân ra hai khoa văn võ chỉ là hình thức. Khoa văn mà mọi người thường hay nhắc đến tương đương với khoa văn và các môn khoa học tự nhiên của kiếp trước, hoặc có thể nói, khoa văn không phân chia các khoa nhỏ hơn. Thực ra điều này cũng rất bình thường, đã phân ra hai khoa văn, võ, thì cũng không cần phải phân chia rạch ròi các khoa trong khoa văn rồi. Kiểm tra văn hóa, Phương Bình vẫn có thể làm bài tương đối nhẹ nhàng. Lực lượng tinh thần bây giờ của cậu đã gần 200 hét, hầu như cao hơn gấp đôi so với người bình thường. Lực lượng tinh thần cao hơn gấp đôi, nhưng cũng không có nghĩa sẽ tăng trí nhớ và năng lực phân tích lý giải lên gấp đôi. Sức mạnh tinh thần không phải tính như vậy. Nếu thật sự tính như thế, khí huyết của Phương Bình còn không bằng hai người bình thường cộng lại. Nhưng bởi vì trí nhớ, năng lực lý giải của Phương Bình mạnh hơn người bình thường nhiều, lúc kiểm tra Phương Bình cảm thấy đề không quá khó. Nếu đã từng làm qua đề tương tự, dù có thay đổi số như thế nào đi nữa, cậu cũng có thể nhớ được cách làm bài. Đến chiều ngày 8, kỳ thi đại học chính thức kết thúc. Mới vừa về đến nhà, Phương Bình liền nhận được điện thoại của Ngô Chí Hào. Ở đâu đó? Vừa về tới nhà. Trời ơi! Ngô Chí Hào nghe vậy kinh ngạc, giọng nói như không tin vào lỗ tai mình, vừa thi đại học xong mà cậu lại về nhà hả? Dường như nghe tin Phương Bình về nhà là tội ác không thể tha. Không chờ Phương Bình nói chuyện, Ngô Chí Hào lập tức nói, bọn tớ đều đang tụ tập ở nhất trung đây này, đêm nay chuẩn bị ăn chơi buông thả một chút, sống phóng túng một đêm, tớ mời. Những người này đã bị bó buộc nhiều năm rồi. Học sinh thi khoa võ lại càng thảm hơn, vì thi khoa võ phải trả giá quá lớn. Không phải ai cũng như Phương Bình, trong thời gian ngắn có thể khiến khí huyết tăng trưởng mạnh mẽ. Đám người Ngô Chí Hào bình thường nếu muốn tăng khí huyết lên thì phải duy trì lượng dinh dưỡng hấp thu vào cơ thể, hầu như không ăn đồ ăn vặt, không uống nước ngọt, không ăn những quán ăn bên đường, không hút thuốc uống rượu. Nói chung, sống mấy năm như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, năm dài tháng rộng, có chút thảm. Hiện tại, kỳ thi khoa võ xem như chính thức kết thúc, tiếp theo chỉ cần chờ kết quả, nên mọi người muốn ăn chơi một bữa. Phương Bình chưa từng trải qua cuộc sống gò bó gian khổ như vậy, nhưng Ngô Chí Hào đã mời, Phương Bình cũng không từ chối, chỉ cười nói, được, vậy chờ chút, tớ sẽ qua. Nhanh lên đi, mọi người đang chờ cậu đấy, tối nay không ngủ nhé. Ngô Chí Hào điên cuồng buông thả hét lớn một tiếng, Phương Bình cũng đã nghe được bên cạnh cậu ta có người đang lớn tiếng hét hò. 15 phút sau, Phương Bình đến trước cổng trường nhất trung, nhìn thấy đám người Ngô Chí Hào. Không chỉ có học sinh khoa võ, cũng có cả những học sinh khoa văn, đại khái hơn 10 người. Ngoại trừ học sinh lớp 12A4, cũng có học sinh những lớp khác tụm 5 tụm 3 đang đứng trước cổng trường tám chuyện. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Trương Hạo lớn tiếng cười nói, Phương Bình, thi xong không đi chơi bời phóng túng một bữa, lại về nhà làm con trai ngoan của mẹ, không thấy ngại hả? Phương Bình buồn cười nói, phóng túng. Dương Thành có cái gì tốt để phóng túng? Lẽ nào cậu định chuẩn bị dắt Trương Nam tìm một nơi để phát tiết một lát sao? Cút! Trương Hạo tức khắc mặt đỏ tới mang tai, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Trương Nam bên cạnh. Những người này bình thường lẫm lẫm liệt liệt, cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi, nào có thành thục như vậy. Lúc này không thể so với sau này lên võ đại, kinh nghiệm ăn chơi đương nhiên không giống, dù sao học sinh cấp 3 vẫn còn ngây ngô non nớt. Phương Bình vừa nói ra lời này, mặt Trương Hạo đã đỏ tới mang tai, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Ngô Chí Hào cũng ngại. Lưu Nhược Kỳ lại càng nhìn Phương Bình với cặp mắt như nhìn kẻ lưu manh, bình thường không nhìn ra, ai ngờ Phương Bình lại hạ lưu như thế. Đúng, hạ lưu. Cái mọi người gọi là phóng túng, cũng chính là ăn cơm, phá giới uống chút rượu, hát hò thế thôi. Phương Bình lại muốn đi tìm gái, đây không phải hạ lưu là cái gì. Thấy mọi người đều nhìn mình, Phương Bình thở dài, thật là một đám thanh niên quá non nớt ngây thơ rồi. Qua vài năm nữa, chắc đám học sinh trung học vượt xa bọn họ bây giờ mất. Mọi người vốn muốn định nói vài câu chọc ngoáy Phương Bình, bây giờ đều cứng họng, lại có thêm các bạn nữ ở đây, các bạn nam cũng không tiện bàn luận chủ đề hạ lưu này với Phương Bình. Ngô Chí Hào vung tay lên, lớn tiếng nói, đi, chúng ta trước tiên đi ăn đồ nướng, đêm nay không uống nước ngọt, uống rượu. Ăn uống xong, bọn mình cùng đi hát. Lớn như vậy rồi mà bây giờ mới được uống rượu, hôm nay các cậu uống cho đã đi, tớ mời. Những người khác lúc này cũng không nói gì, chỉ một mực hùa theo, mọi người cười nói cùng nhau đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ đến bên quán nướng bên đường. Một đám trẻ con miệng còn hôi sữa chưa từng uống rượu, ngồi vào bàn đã gọi ngay 5 két bia và 2 bình rượu đế. Đồ nướng còn chưa mang lên, mấy cậu con trai đã bắt đầu làm anh hùng, uống trước rồi tính. Phương Bình trơ mắt nhìn Trương Hạo uống một hớp gần 2 xị rượu đế, trong lòng hơi buồn phiền vì đoạn đường tiếp theo. Cái bọn lỗ mãng này, ăn còn chưa ăn, trước đây cũng chưa từng uống rượu, uống một hớp vào nhìn láo hết phần thiên hạ. Phương Bình dám cá, cuối cùng có thể trụ lại được không quá 3 người. Phương Bình đã bắt đầu suy nghĩ, mình nên đưa bọn họ về, hay là thuê một phòng cợt vờ, quăng mấy đứa này vào đó, cho tụi nó ngủ tới sáng. Trương Hạo lại mặc kệ chuyện này, dù sao cũng chưa say rượu, bây giờ đang hưng phấn, vừa uống, cậu ta vừa lớn tiếng hét, học chung trung học 3 năm, hình như chúng ta chưa bao giờ tụ tập. Các cậu bận việc các cậu, tớ bận việc của tớ. Bây giờ thi xong rồi, sau đó mỗi người đi một ngã, có người lên võ đại, có người học đại học khoa văn nổi tiếng, cũng có người sẽ học trường đại học bình thường. Mấy năm sau, một khi tốt nghiệp, chúng ta lại khác nhau một trời một vực. Lúc đó ai mà biết được liệu chúng ta có thể có cơ hội tụ tập như thế này hay không? Nhưng ngày hôm nay, chúng ta hãy ăn uống no say không về. Lời này vừa nói, lập tức chạm vào những tâm tư trong lòng mọi người. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mọi người lại không ngốc. Trong số mọi người, Phương Bình và Ngô Chí Hào gần như 100% có thể đậu võ đại, sau đó trở thành võ giả, cao cao tại thượng. Mấy người như Lưu Nhược Kỳ, Trần Phàm cho dù không học được võ đại, nhưng đậu vào một trường khoa văn nổi tiếng cũng không phải chuyện khó, cho dù là người bình thường, tương lai cũng có thể phát triển. Thành tích hơi kém như Trương Hạo, Trương Nam cũng chắc chắn có thể đậu vào đại học trọng điểm. Nếu kém hơn một chút, vậy cũng chỉ có thể vào các trường đại học bình thường, thậm chí là một số trường hơi tệ. Mấy năm sau, mọi người còn có thể giống nhau sao? Tuyệt đối sẽ khác. Trương Hạo vừa dứt, người đầu tiên mở miệng ra tiếp chuyện không phải là người khác, mà là Lưu Nhược Kỳ. Lưu Nhược Kỳ cầm ly bia đã được rót đầy, tâm tình hơi thất thố nói, tớ uống với các cậu. 6 năm nay, từ lúc học lớp 7 đến giờ, người nhà vẫn luôn hy vọng tớ có thể đậu khoa võ, vì thi khoa võ mà bán nhà, vay tiền. Kết quả, tớ lại khiến bọn họ thất vọng rồi. Không sao cả, dù thi không đậu võ đại, tớ cũng tin rằng, người bình thường cũng có thể xông pha, kiến tạo khung trời riêng. Cô gái bình thường trầm mặc ít nói, nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này lại đang giải bày tâm tư. Không phải cô không nói chuyện, không phải cố ý lạnh lùng, mà là áp lực quá lớn. Áp lực lớn đến mức cô không dám kết bạn. Chương 118, trưởng thành rồi, 2. Lưu Nhược Kỳ phải nỗ lực học hành, nỗ lực luyện tập, dưới những ánh mắt tha thiết mong chờ của người nhà, cô không dám lãng phí từng phút từng giây. Nhưng mà khí huyết chỉ có 115 calo, hy vọng thi đậu võ đại lại càng xa vời. Vừa nghĩ đến chuyện mình phấn đấu nhiều năm như vậy, là người gánh vác hết những hy vọng của người nhà, cuối cùng lại thi rớt khoa võ, đôi mắt Lưu Nhược Kỳ bỗng đỏ hoe. Nhược Kỳ. Trương Nam khẽ cười nói, tớ tin tưởng cậu nhất định có thể. Nói xong, Trương Nam nâng ly uống chung. Cả hai bạn nữ đều đã uống, các bạn nam khác cũng không cam lòng yếu thế, lập tức đua nhau nâng ly uống một hơi cạn sạch, mặc kệ nó là bia hay rượu. Đến cả Phương Bình lúc này cũng không giả vờ ngây ngốc nữa, các bạn nữ cũng đã uống rồi, nếu mình còn không uống thì mất mặt lắm. Chờ đến khi đồ nướng được đưa lên, mọi người lại càng hưng phấn, người này cũng ly với người nọ, tôi cũng ly với cậu, gần như không ngừng nghỉ. Ngồi bên cạnh Phương Bình chính là Trần Phàm, là người trầm lặng trong cặp đôi bình thường, trong mắt mọi người, đêm nay cũng buông bỏ hết những gánh nặng tâm tư, thoải mái uống. Uống khoảng 3 vòng, trong đám trẻ con miệng còn hôi sữa này đã có người say ngất ngây rồi. Mắt kính Trần Phàm cũng bị lệch qua một bên, vẫn cầm ly dơ lên với Phương Bình, cười khúc khích nói, Phương Bình, thật là ngưỡng mộ cậu. Nói thi võ khoa, liền thi võ khoa. Cuối cùng cũng thi đậu rồi. Cậu nói xem, nếu cậu trở thành võ giả, tớ liệu có hối hận cả đời này không? Đã có lúc tớ nghĩ, sao tớ lại không thi nhỉ, tớ cũng không thua kém gì cậu, ngay cả cậu cũng có thể thi đậu, lẽ nào tớ thi không đậu sao? Phương Bình, cậu nói xem có đúng hay không? Phương Bình đỡ cậu ta ngồi lại, cười gật đầu nói, đúng vậy đó, cậu thông minh hơn tớ, nếu cậu thi, khẳng định thi đậu. Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Không sao đâu, sau này lên đại học rồi, cũng không phải không thể thành võ giả. Nếu thật sự không được, thì cậu cứ lấy vợ, sinh con đẻ cái, cho con cái thi võ đại. Những người như chúng ta thật ra đều bị tiền làm khổ. Nếu có tiền, chẳng lẽ lại sợ không thi đậu võ đại sao, mình kiếm được nhiều tiền, sao để con mình trở thành võ giả cũng được vậy. Cậu nói rất có lý. Trần Phàm ở một hơi, cười khúc khích nói, chính là vì nhà tớ không có tiền mua thuốc, mua đồ bổ. Nếu không, tớ cũng có thể thi. Tớ đã như vậy, sau này con trai tớ nhất định sẽ không như vậy. Ha ha ha, Trần Phàm, chưa gì mà bây giờ cậu đã muốn có con rồi hả? Nghĩ đâu xa vậy? Bên cạnh có người cười ha ha, rung đùi đắc ý nói, thật ra tớ cảm thấy, thi không đậu võ đại cũng rất tốt, ít nhất cũng không nguy hiểm như thế. Tớ nghe nói, võ đại luôn có những bài huấn luyện chết người, hàng năm đều có học sinh võ đại chết trong lúc huấn luyện là chết thật rồi đó. Bên phía nhà ngoại tớ có một học sinh võ đại năm 3, nghe nói thành tích rất tốt, năm nào cũng có tiền thưởng nhiều đến mức xài không hết. Vẫn chưa tốt nghiệp võ đại, ở quê nhà đã có tiền xây biệt thự, ba mẹ đi xe hiệu bóng loáng. Các lãnh đạo trong thành phố hàng năm đều đến nhà bọn họ chúc Tết. Sau đó thì sao? Chết rồi. Nghe nói bài huấn luyện cuối kỳ quá nguy hiểm cho nên cứ thế chết rồi, trường học và chính phủ bồi thường lại mấy triệu, nhưng người cũng đã chết rồi, lấy tiền làm gì nữa? Người vừa nói cũng là một thành viên của lớp 12A4, là một trong 8 học sinh lúc trước ghi danh khoa võ, nhưng bởi vì không quá bắt mắt, nên đã bị mọi người lãng quên rồi. Lúc này lại nói ra lời này, Phương Bình nghe được, không phải là lời hù dọa người khác, cũng không phải là đố kỵ với Phương Bình và Ngô Chí Hào có thể đậu võ đại, mà là sợ sệt. Cậu ta thật sự có chút khiếp đảm và sợ sệt, lúc nói lời này, đôi môi cũng có chút run rẩy. Người đang sống sờ sờ ra đó, bỗng như cứ thế chết rồi, kỳ thực cậu ta còn quen biết người kia, lúc nhỏ thường qua nhà đối phương chơi. Đến khi biết tin bạn mình chết ở võ đại, cậu ta bắt đầu có cảm giác sợ hãi võ đại. Thực ra thành tích ban đầu của cậu ta cũng không tệ, khí huyết cũng không tính là thấp, nhưng trong lòng sợ hãi, nên cũng không mong ngóng đậu võ đại, cứ như thế mà sống mấy năm nay. Lúc trước kiểm tra khí huyết không đạt tiêu chuẩn, người khác ai nấy cũng khó chịu, riêng cậu ta lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cũng do uống nhiều rồi, mới nói ra lời nói từ đáy lòng. Làm người bình thường không tốt sao? Không có cái gì không tốt cả. Người bình thường cũng không phải, mở một công ty nhỏ, hoặc đi làm cho xí nghiệp, dù cho gia nhập cơ quan phủ, cũng không thành vấn đề. Nhưng có cái gọi là làm quan bất quá thị, một, lại có mấy người bình thường có thể nhận chức vụ cấp thành phố trở lên chứ. Nếu thật sự muốn như vậy, cùng lắm là tham gia lớp huấn luyện võ đạo, nỗ lực không ngừng, chẳng phải cũng vậy hay sao? Kinh doanh bất quá thị thực ra cũng cùng là một ý đó, nếu có thể phát triển công việc kinh doanh đến mức đó, ai mà chẳng toan tính. Người khôn khéo chẳng lẽ còn không tìm được kẽ hở hay sao? nếu không thì tự biến mình thành võ giả, bỏ tiền ra là được rồi. Không thì tìm một võ giả đáng tin làm chỗ dựa, bỏ tiền ra là được rồi. Sống an an ổn ổn, có thua kém gì mấy so với việc lên học võ đại. Những chuyện này cũng không phải chưa từng xuất hiện, cho nên đối với chuyện thi không đậu võ đại, cậu bạn này đúng là vẫn không quá chán nản. Nghe cậu ta nói như thế, tâm tình mấy người khác cũng tốt hơn khá nhiều. Trần Phàm còn cười khổ vỗ vai Phương Bình, Phương Bình à, cậu đó, đừng có ngu ngốc quá mức, cùng lắm thì bỏ học chứ đừng có làm mấy chuyện tìm chỗ chết. Đương nhiên, tớ mà làm mấy chuyện đó sao? Phương Bình nở nụ cười, nâng ly cùng mọi người chè chén. Ăn đồ nướng xong, uống rượu xong, đám người nửa tỉnh nửa say đòi nhất định phải đi hát hò. Trong số mọi người, Phương Bình xem như tỉnh táo hơn cả. Không cản được đám người kia, Phương Bình gọi 3 chiếc xe taxi, đưa cả đám đến cợt vờ. Đêm nay, các quán cợt vờ vô cùng đông, đa số là học sinh cấp 3. Vừa bước vào phòng khách, mấy đứa có tử lượng không tốt kia bắt đầu trổ tài quậy phá, cầm mic điên cuồng hét lên. Hát hát nhảy nhảy, có người khóc, có kẻ cười. Lúc tỉnh táo, mọi người vẫn là con ngoan trong mắt ba mẹ, vẫn là mầm mống tương lai hy vọng của nhà trường. Nhưng trong lúc say rượu, đám thanh thiếu niên này mượn cơ hội xả hết những áp lực và buồn khổ trong lòng. Thực ra tâm tình của Phương Bình cũng rất phức tạp, cậu không biết an ủi bọn họ thì tốt hay nên nói qua những chuyện khác. Cuối cùng, Phương Bình cũng không nói gì, chỉ làm hậu cần chăm sóc mọi người. Người sống trên đời đều có những áp lực và buồn khổ như vậy, không ai có thể sống ung dung tự tại. Phương Bình sống có thoải mái không? Kỳ thực cậu cũng không thoải mái. Cũng như vậy, Ngô Chí Hào có thể đậu đại học có thoải mái không? Nếu như thật sự thoải mái, thì cậu ta cũng sẽ không say bí tỉ như vậy. Ngày hôm nay tụ tập nơi đây, mọi người mở lòng với nhau là bởi vì họ biết, đây có thể là cơ hội duy nhất để bọn họ ngang vai ngang lứa trò chuyện với nhau, bình đẳng đối đãi nhau. Sau này, còn có thể như vậy sao? Bọn họ không biết, Phương Bình cũng không biết. Làm ầm ĩ đến khuya, mọi người kết thúc một buổi điên loạn phóng túng. Ngoài cửa cờ vờ, có không ít phụ huynh đang đứng dưới ánh đèn đường đợi con mình. Có người dìu con gái mình, có người cõng con gái miệng đầy mùi rượu, nói mê sảng đi về nhà, bọn họ cũng có cái khó của bọn họ. Phương Danh Vinh đứng bên đường, trên mặt mang theo sự thân thiết, nhìn thấy con trai mình vẫn tỉnh táo, ông chỉ cười chứ không nói gì. 2-3 con bọn họ một trước một sau, yên tĩnh đi về nhà. Đi một hồi, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ba, người ta đều nói thiếu niên không biết cái gì gọi là ưu sầu, nhưng mà bây giờ con phát hiện, thiếu niên cũng biết ưu sầu, có phải là tụi con đã trưởng thành rồi không? Phương Danh Vinh nhếch miệng cười nói, đúng đấy, đều đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Lên đại học, đi trời Nam đất Bắc, cũng không còn ba mẹ tiếp tục ở bên nữa. Tốt lắm, ba rất yên tâm về con. Một câu yên tâm về con khiến tâm tình vừa mới gợn sóng của Phương Bình lập tức bình tâm. Tốt nghiệp trung học phổ thông, sắp rời khỏi ba mẹ, bao gồm cả mình, có thể nói những học sinh lớp 12 này đã trưởng thành rồi. Chương 119, tiêu chuẩn trúng tuyển. Thế giới mới đang mở cửa chào đón Phương Bình. Mặc dù kiếp trước đã trải qua một lần như vậy, nhưng đời này, ở thế giới của võ giả, là thế giới thần bí cỡ nào cơ chứ? Thời khắc này, Phương Bình cũng có chút chờ mong. Ở thế giới võ giả, hiệu suất làm việc của giới chính phủ có vẻ nhanh hơn rất nhiều. Giữa tháng 6, sau khi kết thúc kỳ thi lớn chưa tới 10 ngày đã công bố điểm thi văn hóa rồi. Quan Hồ Viễn thấy Phương Bình chậm rãi nhập mã số dự thi, xác nhận danh tính thí sinh dự thi, Phương Viên nóng lòng thay cậu, cô bé ở phía sau thúc giục, Phương Bình, anh nhanh lên một chút có được không hả? Gấp cái gì? Phương Bình không hề hoang mang, mãi lâu sau mới xác nhận xong danh tính. Đợi đến lúc nhận giấy báo điểm, Phương Bình chỉ nhìn lướt qua, bộ dáng không ngoài dự đoán nói, cũng gần với dự đoán của anh. Ngữ văn, 120 điểm toán học, 131 điểm lịch sử, 112 điểm lý hóa sinh, 264 điểm tổng điểm, 627 điểm bởi vì kiếp trước Phương Bình không phải là học sinh khoa văn, hơn nữa, môn lịch sử chính trị có chút thay đổi ở kiếp này, cho nên điểm 2 môn đó không quá cao. Những môn khác làm bài cũng không tệ lắm, cũng đạt đủ điểm Phương Bình mong muốn. Tổng điểm 627 điểm, cao hơn điểm chuẩn công bố hôm qua 32 điểm. Ngày hôm qua, trên tin tức công bố điểm chuẩn tuyển sinh, Bộ Giáo dục công bố điểm chuẩn cho năm nay là 595 điểm, 627 điểm. Phương Viên lúc này cũng dán mặt vào máy tính, đến lúc nhìn rõ điểm, cô bé lập tức vui mừng vạn lần. Tuy rằng kiến thức văn hóa tổng hợp của Phương Bình vẫn không tính là quá kém, nhưng mà lúc trước cũng chỉ đạt cỡ điểm chuẩn thôi. Không ngờ khi thi đại học lại vượt qua điểm chuẩn hơn 30 điểm. Phương Bình, anh thi đậu võ đại rồi. Phương Viên vui mừng ra mặt, lớn tiếng hô một câu. Trước đó ai cũng nói Phương Bình đậu võ đại chắc rồi, thi cử hoàn toàn không thành vấn đề, nhất định đậu. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là nói suông, một khi thi văn hóa gặp vấn đề, điểm thi rất thấp, vậy khí huyết Phương Bình có cao cũng chỉ có thể làm võ giả xã hội. Mà hiện tại, điểm thi văn hóa của Phương Bình đạt 627 điểm, đây mới là bằng chứng chính thức cho thấy Phương Bình đủ điều kiện đậu võ đại rồi. Phương Viên vui mừng không ngớt, không chờ Phương Bình phản ứng lại, cô bé đã xoay người chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa nói, em đi báo tin cho ba mẹ. Đi từ từ thôi. Phương Bình la lên, nhưng Phương Viên đã xuống lầu rồi. Con bé này cũng có những lúc não không hoạt động. Báo tin cho ba mẹ, chẳng phải chỉ cần gọi điện thoại thôi là được rồi sao? Nhưng cũng có thể thấy, Phương Viên thật sự rất kích động, người khác không biết còn tưởng rằng cô bé mới là người thi đại học. Phương Viên chạy đi, nhưng Phương Bình lại lắc đầu một cái, cậu còn chưa tra xong thông tin. Cậu là thí sinh khoa võ, ngoại trừ điểm văn hóa, còn có điểm những môn khác. Phương Bình nhanh chóng mở một trang web mới, rất nhanh, điểm thi khoa võ trước đó cũng xuất hiện trên màn hình, họ tên, Phương Bình khí huyết, 149 calo kiểm tra chuyên môn, 85 điểm, thang điểm 100, thực trắc, 98 điểm, thang điểm 100. Vòng kiểm tra sức khỏe không đề những hạng mục kiểm tra sức khỏe khác, chỉ ghi lại khí huyết cao hay thấp. Bởi vì có thể đo lường được khí huyết, điều này nói rõ những mục sức khỏe khác đã đạt chuẩn rồi. Phương Bình nhìn, xem như hài lòng. Thực trắc không cần phải nói, cậu có khí huyết cao, thung công cũng đột phá đến cảnh giới đứng vững, thực trắc làm sao mà thấp được. Về phần kiểm tra kiến thức chuyên môn, dù sao thời gian tiếp xúc và học hỏi của cậu vẫn ngắn hơn người khác, thi được 85 điểm cũng đã tốt lắm rồi. Ngày hôm nay Bộ Giáo dục trả điểm thi đại học, các trường võ đại cũng đồng thời cập nhật lại tiêu chuẩn trúng tuyển của mỗi trường. Ở phương diện chiêu sinh đại học, xem ra các trường võ đại có tính tự chủ khá cao. Mỗi một tiêu chuẩn tuyển sinh của nhà trường đều do trường đó lập ra và được đăng tải rõ ràng trên trang web chính thức của trường. Như vậy cũng có chỗ tốt, các thí sinh có thể biết rõ phạm vi ghi danh của mình. Phương Bình không vội nhìn tiêu chuẩn tuyển sinh của các trường khác, ngay lập tức mở trang web chính thức của Nam Giang Võ Đại. Tiêu chuẩn tuyển sinh 2008 của Nam Giang Võ Đại, khí huyết, 116 calo trở lên, bao gồm 116 calo, cùng những điều kiện sau, thi văn hóa, 605 điểm trở lên kiểm tra chuyên môn, 80 điểm trở lên thực trắc, 80 điểm trở lên. Các tiêu chuẩn trên là điểm chuẩn để xét tuyển, năm 2008, dự tính số lượng chiêu sinh trên toàn quốc là 1.200 người. Ghi chú 1, khí huyết 130 calo trở lên, điểm các môn khác hơi thấp hơn so với điểm chuẩn, có thể xem xét. Ghi chú 2, điểm văn hóa 680 điểm trở lên, điểm các môn khác hơi thấp hơn so với điểm chuẩn, có thể xem xét. Ghi chú 3, hồ sơ nộp vào sẽ được xem xét so sánh dựa trên thành tích khí huyết, điểm văn hóa, điểm chuyên môn và thực trắc, thí sinh ưu tú sẽ được trúng tuyển. Tiêu chuẩn tuyển sinh của Nam Giang Võ Đại, vừa xem liền hiểu ngay. Quả nhiên, tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với năm trước. Năm ngoái, tiêu chuẩn khí huyết của Nam Giang Võ Đại thấp nhất là 112 calo, năm nay thấp nhất là 116 calo. Về nội dung ghi chú báo rằng điểm văn hóa từ 680 trở lên có thể xem xét hạ thấp các điểm chuẩn khác, nào có đơn giản như vậy. Thi văn hóa được 680 điểm, một là nhóm thí sinh căn bản sẽ không ghi danh vào võ đại, hai là nhóm thí sinh khoa văn, điểm thi có cao đến mấy cũng làm sao đủ điều kiện báo danh được. Còn số thí sinh còn lại chính là số thí sinh có điểm khí huyết đạt chuẩn, cũng chưa chắc sẽ báo danh vào Nam Giang Võ Đại. Số lượng thí sinh chân chính thi văn hóa từ 680 trở lên và có khí huyết thấp hơn 116 calo rất ít, Nếu ghi danh vào khoa võ của các trường đại học đều sẽ được chú ý chăm sóc ở một mức độ nhất định. Toàn cầu thượng võ không có nghĩa là hạn chế con đường phát triển của văn. Từ việc chiêu sinh của võ đại yêu cầu cao về điểm văn hóa có thể nhìn ra được điều này. Nam Giang Võ Đại là trường chuyên dạy võ, số lượng chiêu sinh cũng tương đối nhiều, chiêu sinh trên toàn quốc là 1.200 người. Tiếp theo Phương Bình lại nhìn hai trường khác cũng chiêu sinh cho khoa võ tại tỉnh Nam Giang. Tỉnh Nam Giang tổng cộng có 3 trường đại học có khoa võ, trong đó, Nam Giang Võ Đại là trường chuyên võ, không tuyển học sinh học văn. Còn lại hai trường đều là mở lớp dạy võ và đồng thời chiêu sinh học sinh khoa văn. Trong đó có trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Giang, điểm chuẩn chiêu sinh cho khoa võ không thấp hơn Nam Giang Võ Đại bao nhiêu, nhưng điểm văn hóa yêu cầu cao hơn một chút, từ 610 điểm trở lên. Hơn nữa, chiêu sinh khá ít, toàn khóa chỉ chiêu sinh có 200 người. Trường còn lại là Đại học Nam Giang, tiêu chuẩn trúng tuyển yêu cầu thí sinh phải có điểm khí huyết cao hơn Nam Giang Võ Đại 1 calo, là 117 calo trở lên, điểm văn hóa cũng phải từ 610 điểm trở lên. Số lượng chiêu sinh hơi thấp hơn Nam Giang Võ Đại, chỉ chiêu sinh 150 người. Tỉnh Nam Giang có 3 nơi tuyển sinh đại học cho khoa võ, tổng cộng chiêu sinh 1.550 người. Một tỉnh có đến 3 trường có khoa võ thực ra đã không ít rồi, rất nhiều tỉnh, cả một tỉnh cũng chỉ có một trường võ đại, hơn nữa cũng không phải trường chuyên, mà chỉ tiện thể chiêu sinh 1-200 người. Đối với những tỉnh nhỏ lẻ như vậy, nếu như không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh giúp tranh giành tài nguyên, nếu không đủ tài nguyên, họ đành phải để võ giả ra đi đến nơi khác. Hàng năm chỉ có thể đánh đổi rất nhiều, mới có thể lưu lại một vài thí sinh tiềm năng. Trong số 3 trường đại học tại Nam Giang Võ Đại xem như có tiêu chuẩn tuyển sinh thấp nhất rồi. Dù sao số lượng cần chiêu sinh cũng nhiều. Phương Bình so sánh tiêu chuẩn của 3 trường một hồi, ngay cả cậu cũng có thể ghi danh. Ngô Chí Hào hẳn là không có vấn đề. Trong lớp cũng có một bạn học khác đạt tiêu chuẩn khí huyết là Dương Kiến, đúng là khí huyết của cậu ta lên đến 116 calo, nhưng điểm thi văn hóa thì... Phương Bình thật sự lo lắng thay cho Dương Kiến, cậu ta có thể thi văn hóa được thấp nhất là 605 điểm hay sao?